Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị một căn nhà 4 phòng ngủ tại quận Hà Đông mà giá cực kỳ là rẻ, thiết kế rất là hợp lý, có sân riêng ở trước nhà. Với cái căn nhà này, hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngõ trước nhà 2m cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m. Và căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay sổ đỏ chuẩn chỉnh bàn giao nhà được luôn. Ở đây thì có 4 căn nhà, 2 căn nhà mặt ngoài và 2 căn nhà mặt trong mọi người ạ. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn và quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Có sân riêng, cọc riêng thực tế đây, như quý vị nhìn thực tế sử dụng cho 2 nhà này và đường ngõ cách với đường ô tô khoảng tầm 30m. Mời theo em vào khám phá cụ thể của ngôi nhà. Với cái căn nhà này, diện tích của nó là 34m², thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ ra sao. Đây là phần tầng 1, thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, cầu thang thiết kế ở giữa. Cửa chính thiết kế là cửa nhôm hệ và bên cạnh là có một cửa sổ phụ nữa. Đó. Với cái căn nhà này thì phần hoàn thiện cơ bản là đã chuẩn bị xong 100% rồi để chào đón những quý cư dân mới về. Và ở đây là cái phần phòng khách, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ cho quý vị về ở được luôn. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân đá. Với cái căn nhà này thì bước vào trong không gian cảm giác rất là rộng, không ai nghĩ là 34m² quý vị ạ. Bởi vì làm sao ạ, chủ nhà thiết kế rất là hợp lý, bài bản. Với cái không gian phòng bếp đây, rộng rãi, quý vị có thể để được một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây. Đây là không gian phòng bếp. Còn ở xung quanh bếp, trong bếp này thì được chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 cho mình rồi. Với cái phần tủ bếp thiết kế là tủ gỗ MDF đó. Mặt bếp thì là ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304. Vị trí của ngôi nhà này thì thuộc Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội, gần với trục đường quốc lộ 6, gần với bến xe Yên Nghĩa, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm theo trục đường quốc lộ 6 đi lên Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hoặc là quý vị nào mà có đi làm theo cái trục đường sắt trên cao thì cũng rất là hợp lý, bởi vì từ vị trí ngôi nhà này ra tới tuyến đường sắt trên cao Cát Linh nó khoảng tầm 3,5 km thôi, và phù hợp với quý vị nào đi theo đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hoặc quý vị đi làm ở Trương Mỹ cũng rất là ok nha mọi người. Và với cái vị trí ngôi nhà này nó cách với lại bến xe Nghĩa đấy khoảng tầm 3,5 km, giao thông đi lại thuận tiện, cách với lại trung tâm của Hà Đông khoảng tầm 7 km và nó cách với trung tâm Hà Nội khoảng tầm 14-15 km, cho nên quý vị có thể đo được quãng đường để quý vị có thể cân nhắc cái tầm tài chính cũng như là cân nhắc cái quãng đường đi xem nó có phù hợp với lại cái tiêu chí của gia đình mình hay không. Giá bán cụ thể của cái căn nhà này hiện tại chủ đang chào là 2 tỷ đồng mọi người ạ, 2 tỷ đồng chẵn luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì quý vị có thể chi trả được khoảng tầm 800 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ 1 tỷ 2 trong vòng 35 năm là tối đa và 3 năm là tối thiểu với những cái ngân hàng uy tín nhất mọi người nhé. Về cái phần ngân hàng thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người. Đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đáp ứng công năng đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà và có cả cái chậu rửa tay nữa. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Đây, của trụ mọi người có thể nhìn thực tế thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen, ốp đá granite mọi người ạ. Và mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và với ngôi nhà này thì tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hệt nhau, gồm 2 phòng ngủ mọi người ạ. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Phần phòng ngủ phía bên trong này cũng có cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led. Đó. Vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Phòng ngủ đây tiếp theo là phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Cầu thang ở giữa mà mọi người, cho nên là thiết kế được 2 phòng ngủ trước và sau. Diện tích 34m. Này. Vuông vắn. Không bị lỗ phong thủy gì mọi người nhá. Đó. Căn nhà này thì không gần đình chùa miếu mạo. Đó. Và cũng không phải không thóp hậu, không đường đâm. Với đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ trước và sau, đầy đủ cho quý vị những cái công năng sử dụng ở trong phòng vệ sinh, cũng như là có quạt hút mùi, rồi là đầu chờ, đầu ống chờ bình nóng lạnh mọi người nhé. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế tương tự như là tầng 2. Như vậy
Với cái căn nhà này thì có 4 phòng ngủ riêng biệt, có sân phơi ở đằng trước và có mái che, rất là cẩn thận nhé mọi người. Đó. Từ vị trí căn nhà này cách với trục đường quốc lộ 6 khoảng tầm 700m. Đi lại rất là hợp lý, phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Và phần còn lại tầng cuối cùng, mời mình theo em lên trên khám phá tầng 4 tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà quý vị ạ. Với tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế như sau. Gồm một phòng riêng, phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, có cửa sổ thông thoáng, bởi vì ở phía dưới tầng 2, tầng 3 là chúng ta đã có hai phòng mỗi tầng, tổng cộng là có 4 phòng ngủ rồi. Và đây là phần sân phơi. Sân phơi rất là rộng rãi. Với căn nhà này tất cả mọi thứ đều riêng biệt hết rồi. Và quan trọng nhất nó là sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao được về ở ngay, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041414 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị của em ở những video tiếp theo.